Kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang xem bản tin bóng đá hôm nay của kênh Tắc Tin Tức. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề về danh sách đầu tiên mà huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang-sik, tăng là chủ đề được nhiều người yêu bóng đá đang tranh luận. Liệu những cái tên mà làm nên lịch sử dưới thời thầy Park còn được điền tên không? Hãy cùng Tắc Tin Tức tìm hiểu nhé. Theo thông tin mới nhất, huấn luyện Kim Sang-sik xây dựng xong danh sách sơ bộ đội tuyển và gửi liên đoàn bóng đá Việt Nam trong ngày 25 tháng 5. VFF sẽ công bố danh sách này dưới dạng video trên các nền tảng vào ngày 27 tháng 5. Theo tin tức mới nhất, bản danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam lần này có quân số từ 27 đến 30 cầu thủ, gồm phần lớn là gương mặt quen thuộc, từng nhiều lần được triệu tập và giữ các giải lớn. Ở vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm trở lại sau chấn thương và sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Nguyễn Philip và Nguyễn Đình Triệu. Thủ môn Bùi Tiến Dũng không được triệu tập dù đang phong độ ổn trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Tính đến vòng 20, Dung đã bắt chính 9 trận, giữ sạch lưới 3 trận và giúp đội bóng phố núi thoát nhóm đáy bảng. Giống như thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Trần Đình Trọng nằm trong số cái tên được dư luận chờ đợi sẽ quay lại đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên Đình Trọng cũng không được gọi, ông Kim nhiều khả năng sẽ sử dụng những cái tên như Thanh Bình, Việt Anh. Ở hàng tiền vệ, Tô Văn Vũ gây bất ngờ khi được hé lắp kim sang đến xích điền tên. Vũ mùa này chơi đa vị trí ở đội đầu bảng Nam Định, khi vừa đá cánh, vừa có thể đá tốt ở trung tâm. Nguyễn Thái Sơn vẫn sẽ góp mặt cùng Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải hàng tiền đạo tuyển Việt Nam ngoài Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải còn có Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Công Phượng chấn thương nên không được gọi, Bắc đau cổ chân nên không được gọi. Sau khi nhậm chức huấn luyện viên trường tuyển Việt Nam đầu tháng 5, huấn luyện viên Kim Sáng Xích khẩn trương đi dự khán các trận ở V-League để theo dõi phong độ các cầu thủ cũ và tìm kiếm những gương mặt mới. Ông rất thích Bùi Hoàng Việt Anh và muốn phát triển cầu thủ này theo hình mẫu trung vệ dập như Kim Min Jae. Huấn luyện viên Kim cũng thích các cầu thủ đa năng như Tô Văn Vũ, vũ văn thanh ông hơi tiếc khi chưa được xem hồng duy ngôi sao nam định thi đấu